mình không có cái vấn đề gì đề ra, nhưng mà mình cũng luôn luôn mình cũng muốn được trẻ hơn, cũng như là muốn ngăn chặn được cái sự lão hóa. Mình không muốn là khi mà những cái nếp nhăn xuất hiện quá nhiều và lúc đó mình mới tìm cái phương pháp thì đôi khi nó cũng cũng hơi trễ. Cho nên là mình đã dùng 4 năm vừa qua và mình dùng rất là nhiều sản phẩm các anh chị, đều đặn làm facial spa ít nhất là 1 tuần 1 lần. Còn bây giờ thì với cái máy facial spa mới đó thì mình làm, hiện giờ thì mình đang cố gắng mình làm 1 tuần 3 lần. Cũng như là trong gia đình của mình có những ai mà mình có thể mình làm demo được thì mình lôi hết ra để mình làm thành một cái cuốn album ở trong gia đình của mình nhé. Thì Liên nghĩ rằng là đây là một cái cách để mà giúp cho các anh chị có thể nhân rộng duplicate trong cái hệ thống của mình. Tại vì nhiều khi đó mình nói nhiều quá người ta cũng không tin, và đôi khi chúng ta cũng chưa đầy đủ những cái kiến thức, và chúng ta có thể là nói không có được chính xác á, thì các anh chị cũng có thể là bằng cái cách mình dùng cái hình ảnh của mình, mình sell cái hình ảnh của mình, tức là cái before and after picture, cho dù là những cái sản phẩm về skin care hay là về body thì các anh chị cũng nên, và đặc biệt là với cái máy facial spa thì mình nghĩ đây là một cái phương tiện để nó giúp cho các anh chị xây dựng cái hệ thống, mở mang cái mạng lưới kinh doanh của mình rất là mạnh ha. Thì sau 3 lần sử dụng đó thì rõ ràng là mình không có stop để giờ lên cái gương mặt của mình, nó đem lại một cái sự mịn màng. Ngày hôm qua mình mới sử dụng mà mình quên không có bỏ moisturizer, nhưng mà cho tới sáng nay đó thì mình thấy là cái làn da của mình nó rất là soft, nó rất là mịn, mình rất là thích các anh chị. Và có một cái đặc điểm này các anh chị nên lưu ý để mà mình có thể là mình đừng có freak out, mình đừng có sợ hãi ha. Khi mà mình sử mình có một cái cảm nhận á là cái này ông xã của Liên thì khi mà Liên làm cái máy Galvanic Spa thì anh không có một cái cảm nhận gì hết, nó rất là relaxing, nhưng mà với cái máy facial spa đó thì anh nói rằng là nó hơi rát rát một chút xíu ha. Thì cá nhân của mình cũng vậy, mình sử dụng cái máy Galvanic Spa mình cũng không có bị làm sao, nhưng mà với cái máy này thì xung quanh cái vùng miệng của mình thì mình cảm thấy nó hơi rát rát một chút xíu, thì cái này nó cũng không thành vấn đề đâu các anh chị. Và sau khi mình bỏ cái Rejuvenating Mask lên rồi đó thì nó calm lại và nó làm cho cái làn da của mình nó rất là dễ chịu, nó rất là dễ chịu với cái Rejuvenating Mask. Các anh chị có thể là mình có thể mình feel, mình có thể mình cảm nhận được cái điều đó. Trừ phi mà nó quá mạnh ha, nó quá mạnh thì chúng ta không nên dùng. Với những cái làn da mà nó quá sensitive thì các anh chị không nên dùng, cũng như là một số người ví dụ như là phụ nữ có bầu mình cũng không nên dùng, hay là một số người người ta đeo những cái thiết bị micro trong cái cơ thể của họ như là cái máy trợ tim hay là cái braces cho răng á thì chúng ta không nên dùng. Cho cái sự an toàn tối đa của khách hàng thôi, chứ còn mình nghĩ thì nó cũng rất là nhẹ ha, nó rất là nhẹ, nhưng mà mình cũng cần phải có một cái sự an toàn tối đa đó thì chúng ta cũng không 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 nên dùng trong những cái trường hợp đó. Hoặc là với những cái người nào mà các anh chị thấy cái làn da của họ nó quá nhạy cảm và trước khi chúng ta làm chúng ta cũng nên hỏi xem là cái người khách hàng của mình cái làn da của họ có nhạy cảm hay không. Nếu mà trong trường hợp mà nó quá nhạy cảm thì theo Liên nghĩ là các anh chị không nên take risk. Đối với cá nhân của Liên thì Liên cũng không có dám, và đôi khi thì mình cũng nên cho vì cái sự an toàn của khách hàng hơn, cho dù là mình biết là cái máy này nó rất rất là an toàn ha. Thì không biết là trên đường live Hoàng có thấy anh chị nào bấm số 5 và dấu hoa thị hay không, thì Hoàng có thể giúp cho chị Liên mở để chị Liên trả lời ha. Giờ chỉ có anh chị em nào giơ tay hết chị lên đây. Chưa thấy các anh chị nào giơ tay hả? Thì các anh chị có những cái câu hỏi nào về sản phẩm trong quá trình sử dụng, hay là có một cái điều nữa thì một ngày đó Liên nhận được rất là nhiều cái message của các anh chị. Thì có rất là nhiều anh chị hỏi Liên về cái vấn đề là ví dụ như là tại làm sao mình sử dụng mình bị nổi lên một vài cục mụn, hay là cái mặt của mình nó bị nhạy cảm hay là nổi mụn hết các anh chị. Thì có một vài vấn đề sau. Thứ nhất á, khi mà các anh chị sử dụng những cái sản phẩm về nutrition ha, thì Liên cũng đọc những cái tài liệu về nutrition, và có một cái ông này là một cái ông tiến sĩ, và sau khi ông ta đã nghiên cứu thì ông ta nói rằng là ông ta có một cái bài viết và nói rằng là what symptoms to expect when you change your diet, tức là những cái biểu hiện gì các anh chị có thể xảy ra khi mà chúng ta thay đổi một cái chế độ dinh dưỡng ha.
thì ông ta phân tích rằng là cái này khi mình đọc mình thấy rất là có lý. Thì ông ta phân tích là khi mà mình dùng những cái thực phẩm chức năng á, như là Lipac Nano hay là Vitality hay là nước gấc, thì thật sự ra đó là những cái nutrition, những cái dinh dưỡng ha. Và trong cái quá trình sống của mình, như là người Việt Nam của mình có cái thói quen là mình ăn uống với một cái chế độ dinh dưỡng là mình hiện đã và đang có, như là mình ăn cơm rất là nhiều, rồi là mình ăn thịt, ăn cá, ăn rau, nấu vân vân, thì đó là cái truyền thống của mình. Tuy nhiên nhiều khi mình ăn, phần lớn là mình ăn cho vì cái sự khoái khẩu của mình hay là mình ăn cho no, nhưng mà mình quên đi một điều rằng là cái cơ thể của mình nó cần phải có cái sự bổ sung dinh dưỡng của nhiều những cái loại dinh dưỡng khác nhau, nhiều những cái loại vitamin, nhiều cái loại khoáng chất hay là những cái phytonutrient khác nhau. Thì khi mà mình đem một cái dinh dưỡng khác, tức là một ví dụ như là cái Lipac Nano, nó là một cái hộp mà nó bổ sung rất là đầy đủ những cái dưỡng chất, và đây là một trong những cái mình gọi là cái thực phẩm dinh dưỡng mà nó rất là cao cấp các anh chị. Thì khi mà mình đem vào cơ thể của mình một cái loại dinh dưỡng cao cấp thì cái cơ thể của mình nó tự nhiên nó xảy ra một cái hiện tượng gọi là hiện tượng đào thải, thì nó đào thải những cái dinh dưỡng mà mình gọi là tạm gọi là thấp cấp. Thấp cấp không có nghĩa là đây là mình ăn những cái đồ mà đặc sản ngon miệng ha, nhưng mà nó là những cái mà ý mình nói là cái Lipac Nano là nó đầy đủ tất cả những cái dinh dưỡng mà cái cơ thể của mình cần thiết, thì nó có thể là nó xảy ra những cái hiện tượng đó. Ví dụ như là hồi đầu tiên á, thì gia đình mình dùng thì ba chồng của Liên cảm thấy có hiện tượng nó chóng mặt hay là nổi ý ngứa ở ngoài da với cái Lipac Nano ha, hoặc là có một số anh chị thì cảm thấy là mình bị tiêu chảy một chút xíu, vân vân, thì nó có những cái hiện tượng đó. Và theo như ông ta nói rằng là nếu như mà mình dùng ít lại một chút xíu và mình trải qua cái giai đoạn đó trong vòng độ khoảng 2 tuần, nhiều khi các anh chị sử dụng trong một vài tuần đầu thì nó chưa có vấn đề gì hết, nhưng mà tuần thứ nhất, tuần thứ hai thì nó có thể nó xảy ra những cái hiện tượng đó. Thì mình cũng nên để cho cái cơ thể của mình nó có một cái cơ hội để nó làm quen, tức là mình phải làm quen từ từ, mình làm quen và từ từ thì nó sẽ đáp ứng được với những cái dòng sản phẩm này và nó sẽ đem lại cái hiệu quả tốt. Và theo như một số các anh chị thì hỏi mình là tại sao dùng những cái Lipac Nano thì các anh chị lại lại tăng cân hay là ngủ ngon, thì theo mình nghĩ rằng là nó chỉ là một cái sự gọi là nó làm cho cái cơ thể của mình nó hoạt động nó tốt hơn ha, nó tốt hơn, thì các anh chị cảm thấy là cái cơ thể của mình nó có nhiều sức hơn, nó thoải mái hơn, cho nên các anh chị có thể là ngủ nhiều hơn một chút xíu. Thì mình nghĩ đấy là những cái nó rất là tốt. Thì nói chung là để vận hành một cái cơ thể của mình nó được lành mạnh, được khỏe mạnh, thì không những là chúng ta cần phải có một cái chế độ dinh dưỡng tốt, nhưng mà chúng ta cũng cần phải vận động nữa. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng là chỉ có uống mấy cái dinh dưỡng đó và ăn uống cho tốt và chúng ta không có vận động cơ thể thì cũng không thể nào mà chúng ta đòi hỏi là cái cơ thể của chúng ta nó cũng cần phải có cơ bắp, nó cần phải có cái sự săn chắc, thì chúng ta cũng cần phải có cái sự vận động. Thì nếu mà các anh chị cảm thấy là mình có muốn có một cuộc sống tốt thì mình cần phải kết hợp một cái sự dinh dưỡng tốt trong cái chế độ ăn uống của mình, cũng như là các anh chị cũng nên dùng đều đặn. Đối với mình là không bao giờ mình từ bỏ ít nhất là cái bộ năm, và mình đang dùng cái bộ năm nhưng mà đồng thời mình bổ sung nhiều thứ khác nữa. Mình không bao giờ mình từ bỏ những cái dinh dưỡng đó, bởi vì mình biết chắc chắn là nó là một cái phương pháp để mà nó một cái dinh dưỡng tốt để mà nó giúp cho mình. Thứ nhất là mình sẽ sống một cách khỏe mạnh. Mình không muốn là mình sống tới 60, 70. Và theo như cái quan niệm của người Việt Nam của mình là sinh lão bệnh tử, là chắc chắn là mình phải bị bệnh rồi mình mới chết. Thì với cái khoa học tân tiến ngày nay và với những cái sự khám phá khoa học của công ty New Skin thì nó sẽ giúp cho con người của mình có thể là sinh và sống rất là khỏe mạnh và tới khi mà mình chết. Thì đó là những cái mà mình hiểu rất là rõ và mình sẽ không bao giờ mình từ bỏ được những cái chế độ dinh dưỡng đó. Thì các anh chị nên nhớ là nó cần một cái thời gian để mà nó đáp ứng được, thay đổi cái cơ thể của mình và đáp ứng được với những cái dòng sản phẩm này. Và chắc chắn là các anh chị sẽ nhìn nhận thấy được một cái sự cải thiện rất là lớn về cái sức khỏe của mình. Và một số các anh chị thì khi mà mình sử dụng những cái dòng sản phẩm ở bên ngoài ha, cũng đặt cho mình những cái câu hỏi là tại sao nó lại nổi mụn vân vân. Thì tương tự như vậy, thì khi mà mình đem một cái nếu như cái làn da của các anh chị, mà đặc biệt là chị em phụ nữ, nhiều khi mình hơi bị lạm dụng những cái mỹ phẩm, như là mình
phấn son hay là những cái đồ mà skin care vân vân, mà nhiều khi mình sử dụng những cái đồ mà xin lỗi, mình nhiều khi mình sử dụng những cái đồ mà nó không có được những cái sự nghiên cứu của khoa học cũng như là nó không có được những cái thành phần tốt ở trong đó đó các anh chị. Theo như một cái tài liệu mà mình được đọc gần đây đó, thì một ngày á, nếu mà chị em phụ nữ nào mà make up nhiều đó, mình đem vào trong cái làn da của mình khoảng gần 500 những cái hóa chất khác nhau ha. Và cái tiêu chí của công ty của mình là all the good none of the bad, tức là không có tất cả mọi những cái thành phần khi mà họ nghiên cứu bỏ vào một cái sản phẩm đều phải đạt được một cái tiêu chuẩn an toàn và tốt cho người người tiêu dùng, và không có một cái gì xấu ở trong những cái sản phẩm đó. Các anh chị lên tới công ty, tới Innovation Center thì các anh chị cũng có thể cảm nhận được là công ty đầu tư rất rất là nhiều tiền, hàng tỷ đô la từ ngày thành lập tới nay cho cái việc nghiên cứu và bào chế sản phẩm. Và mình phải biết rằng là những cái sản phẩm của mình là những cái thành phần ở trong đó đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người sử dụng. Cho nên nếu như chúng ta có xảy ra một vài những cái hiện tượng như vậy đó, thì các anh chị cũng không nên sợ hãi. Trong cái giai đoạn đầu á, mình có thể khuyên người sử dụng á, người ta sử dụng ít đi ha, ít đi một chút xíu. Ví dụ như là một cái bộ như vậy đó, thì mình có thể mình chia ra để từ từ cái làn da của mình có thể thích ứng và làm quen với một cái sản phẩm mới. Ví dụ như là một cái bộ transformation thì mình bắt đầu mình có thể sử dụng trước cái Ace Lock Cleanse and Tone, and then mình có thể sử dụng cái gì ta, cái kem ban ngày hoặc là kem ban đêm ha. Thì hai cái đó mình tự sử dụng trước độ khoảng 1 tuần, và sau đó là mình sẽ sử dụng thêm cái serum. Nhưng mà với một cái lượng nó ít, và từ từ mình tăng dần cái độ lên, thì cái sự thích ứng của cái làn da của mình á, nó sẽ tốt hơn. Và một cái điều nữa là nhiều khi những cái sản phẩm ví dụ như là Ace Lock thì nó trị tận gốc các anh chị. Cho nên nhiều khi đó mình dùng thì nó có thể là nó đem ra những cái mà nó không tốt, nó đã nằm ở trong cái làn da của mình. Đặc biệt là một số những cái sản phẩm mỹ phẩm mà nó không tốt, chứa rất là nhiều những cái hóa chất độc hại như là chất chì hay là chất thủy ngân. Nằm trong cái làn da của mình, thì các anh chị cũng có thể là dùng cái Marine Mất Mát ha. Cái Marine Mất Mát là một trong những cái sản phẩm mà mình rất là ưa chuộng, thì nó có thể giúp để mà lấy ra, nó kéo ra những cái chất dơ bẩn nó nằm ở trong cái lỗ chân lông của mình, và nó sẽ làm, nó có một cái tác dụng rất là tốt về cái vấn đề làm sạch cái làn da. Hoàng ơi, nếu như Hoàng có ai mà bấm số 5 và dấu hoa tặng thì Hoàng cứ tiếp tục ngắt lời chị ha. Có một số, có một giờ bây giờ có một số anh chị đã giơ tay Dạ, ok. thì Dạ, em bây giờ thì Hoàng có thể giúp chị. Vâng, người đầu tiên em xin mở đường dây đó là chị Trinh ở Boston. Hello chị Trinh. Hello Hoàng. Chị Liên. Chị Trinh hỏi chị Liên chị. Hello. Dạ, chị có Hello. hỏi chị. Chị Liên nghe em không? Dạ, nghe rõ lắm. Chị cứ việc đặt câu Dạ, hỏi. giờ em có câu hỏi cho chị Liên là cái máy mới của mình đó, khi mình làm demo cho khách á, thì mình làm một bên mặt nhưng mà vẫn sử dụng hết cái lượng thời gian đó. Còn nếu mà khi mà mình làm nguyên cả cái mặt luôn thì mình cũng dùng một lần cho số 4 và một lần cho số 3 luôn hả chị? Hay là mình dùng mỗi bên mặt là giống như là một bên 10 phút gì đó? Theo chị Liên thì mình nên Thì tùy thôi chị ơi, là bởi vì như này, nếu như mà cái người khách hàng nào của mình mà có cái làn da nó sensitive, nó nhạy cảm đó, thì mình nghĩ rằng là không nên sử dụng quá lâu chị. Chị có thể cắt đi thời gian là một nửa cũng được ha. Tại vì có một số người đó thì cái mình á, thì mình nói chung là mình tương đối là mình nhận biết cái da nó rất là tốt, cho nên khi mình nhìn cái da đó thì phần nào mình cũng có thể mình đoán được. Nhưng mà chị cứ nhìn thấy những người nào mà da của họ mỏng quá, hoặc là chị hỏi người ta là da họ có nhạy cảm hay không, đối với những cái trường hợp đó chị nên cẩn thận một chút xíu, và chị có thể làm ít cái thời gian đi một chút ha. Ngày hôm qua mình có làm demo cho một chị này, cái làn da của chị mặc dù là da nhờn và da rất là dày, nhưng mà da của chị rất là nhạy cảm. Mình chỉ cần mình coi như là mình bỏ cái contacting gel lên thôi đó là mình thấy được. Thôi đoan chờ mình chút xíu nhé. Khi mà mình bỏ cái contacting gel lên á, mà mình chỉ cần đi một chút xíu thôi là cái làn da của chị nó ửng đỏ lên liền.
Nhưng mà mình cũng không có sợ. Mình thấy nó hơi đỏ đỏ thôi, và sau đó thì chị cũng than là nó hơi rát một chút xíu, nhưng mà sau khi mà mình bỏ cái rejuvenating mask lên á thì nó calm down, một vài phút sau thì nó biến hoàn toàn đi những cái vết đỏ, nhưng mà bởi vì là mình tương đối mình quen rồi đó. Cho nên là mình không có sợ. Mình chỉ thấy là đó là những cái hiện tượng nó cũng rất là bình thường thôi. Thì ra nếu mà họ có nói là nó hơi rát một chút xíu nữa thì mình thấy là mình nên calm down và mình nói với họ là cứ yên tâm ha. Còn cái trường hợp nào mà họ bị phản ứng rất là mạnh đó nha, họ kêu rát quá, có một số người á là mình thấy là họ rát nhiều và họ tức là họ dường như là họ không chịu được, thì cái trường hợp đó mình phải ngưng ngay tức thì ha, không 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 nên làm. Dạ, cảm Thì ơn chị chị cứ Ly. Dạ, cứ cứ em có coi một nhé, nếu như mà Dạ. họ không có sensitive thì chị có thể go hết, chị làm số 4 và số 3 chị ha. Dạ, em có một câu hỏi nữa là em có một đứa cháu gái nó 13 tuổi mà cái da mặt của nó bị khô mà nó giống như là bị nám của người lớn vậy, nó hơi sạm sạm hai bên má đó, thì mình nên cho cháu uống cái gì hay là bôi cái gì lên chị Ly ha? Mới có 13 tuổi mà đã bị sạm như vậy, chắc là cháu này đi nắng nhiều hay là mùa hè hay đi bơi nhiều đúng không chị hả? Chắc là À, ra mùa ngoài nắng hè nhiều cũng mà nó cũng bị có sạm vậy. bôi sunblock, mà cái mùa đông Dạ. nó vẫn bị hai bên giống như nó sạm sạm hai bên cái má gì đó. Em Mùa cũng đông không thì biết nó là nó cũng không phải là bị nám nữa, nhưng mà nó sạm à, hai thì bên nó giống bị như khô. hai Nhiều giờ bị khi khô nữa. mấy mấy cháu là trẻ con á, nó đi ra ngoài đường nó phơi nắng nhiều đó chị, cho nên là nó có thể xảy ra những cái hiện tượng nó bị sạm cái da của mình như vậy. Thì theo em á, chị cho cháu sử dụng thử trước cái bộ mà da khô đúng không? Da khô thì có thể sử dụng cái bộ Nutricentials cho da thường và da khô chị ha. Trước cái đó và vẫn tiếp tục bôi cái sunscreen. Yeah. Dạ, thì Okay, cái cảm đó ơn nó sẽ chị. hét rất là nhiều, và nếu mà khô lắm nữa đó thì dùng thêm cái chai mà NAPCA Moisture Mist, thì cái đó mình xịt lên nó sẽ giúp cho mình tăng thêm cái độ ẩm. Với những cái người nào mà có làn da rất là khô nha các anh chị, thì nên suggest họ mua thêm cái chai NAPCA Mist, là bởi vì đó là một cái chất mà nó giúp cho mình giữ cái độ ẩm rất là lâu, và nó giữ được cái độ ẩm cho làn da của mình rất là lâu, và đồng thời nó cũng có những cái dưỡng chất để mà giúp cho mình giữ được cái làn da nó bớt khô. Thì khi mà mình bớt khô đó thì mình sẽ làm bớt cái nhăn của mình hơn, nó sẽ plump up cái làn da của mình lên ha. Ok, và cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi cho Dạ, Ly. cảm ơn chị Liên nha. Ok, Hoàng thấy còn anh chị nào nữa có thể giúp cho chị Liên mở đường line ha. Người cái tên dây cho đó là chị Mỹ Liên ở Connecticut. Hello chị Mỹ Liên. Liên chào chị Liên, chào thank you Hoàng mỗi ghé cho chị. Chào anh chị em trên Common Core. Chị Liên, em có câu hỏi là chị của em á, em cho xài cái Nutricentials mà da chỉ da dầu, em cho xài cái bộ cho da dầu đó, thì tháng đầu chỉ xài thì chị nói nó đẹp da ra nó mịn, nhưng mà qua tháng thứ hai sẽ đi, nó bắt đầu nổi mụn nhiều, chị ráng chỉ xài hết nguyên tháng thứ hai luôn mà nó càng nổi nhiều nữa. Thì cái vấn đề đó nó như thế nào chị Linh? Tức là bây giờ là tháng đầu tiên là rất là ok, không có vấn đề hệ không có vấn đề gì hết, mà chỉ có tháng thứ Dạ. hai nó mới bắt đầu nó nổi thôi hay chị ha, nó nổi nhiều không Dạ. hay là chỉ sơ sơ thôi? Dạ. Đến tháng thứ hai thì chị xài rồi, em cũng nói thì nó đang còn thay đổi cái trong cái làn da, hồi giờ chị xài mấy cái hóa chất, bây giờ chắc nó đang thay đổi thì cứ xài đi, thì chị cũng Dạ. ráng cứ xài. Đến tháng thứ hai thì chị nói càng xài càng nổi nhiều, chị hết tháng thứ hai đấy, chị sợ chị ngưng chị không xài luôn. Dạ, thứ nhất là chị có thể ép thêm cái mất mát, có dùng cái mất mát không chị? Dùng À, cái bóng chị dạ không, em nói chị xài, chị nói chị đang còn xài cái ở ngoài chợ nên nó chị mát. Dạ, đó là một trong những cái nguyên do, có rất là nhiều những cái mỹ phẩm hay là sản phẩm ở ngoài thị trường đó các anh chị, đặc biệt như là over the counter. Thật sự ra một cái sản phẩm mà
nó ra ngoài thị trường nó quá rẻ như vậy, thì các anh chị nghĩ coi cái công thức của người ta không có cách nào mà nó có thể nó an toàn được cho người sử dụng. Kể cả một số những cái công ty là mỹ phẩm lớn á, thì cũng có những cái brand name rất là lớn như là Shiseido các anh chị. Có rất là nhiều người sử dụng Shiseido, và theo như mình biết thì nó có nhiều những cái hợp chất nó cũng không có tốt cho mình, cho cái làn da của mình á. Cho nên là trong như Liên vừa giải thích vừa rồi đó, nó có thể là xảy ra một số những cái hiện tượng mà đào thải qua cái làn da. Thì một số người là nó sẽ phản ứng, nó sẽ xảy ra ngay tức thì, có một số người thì nó phải sau một cái thời gian. Thì Liên nghĩ với cái hiện tượng của chị ấy, là thứ nhất là nếu mà có cái máy mà Galvanic Spa đó, Galvanic Spa nó có một cái công dụng là nó làm sạch sạch rất là sâu ở trong cái lỗ chân lông của mình, nó cũng có thể nó hết rất là nhiều. Hồi xưa mình có một số những cái trường hợp mà nổi mụn cho tới là 40 mấy tuổi, mụn rất là nặng luôn các anh chị. Mình kết hợp cái Galvanic Spa với lại mình kết hợp với cái bộ trị mụn, mà sau một thời gian đó, nó clear đi rất là tuyệt vời luôn. Và nó để lại một cái làn da nó rất là sáng sủa hồng hào. Thì cái đó nếu mà có điều kiện hoặc là có khả năng thì đầu tiên là mình xác chết là dùng thêm cái Marine Mất Mát, nó cũng có thể hết trong cái quá trình là deep clean cái làn da. Mà mình sử dụng cái sản phẩm á, mình có thể là mình sử dụng ít lại một chút xíu, có thể là mình chỉ cần cái gì đó, cái rửa mặt thôi nha. Cái rửa mặt trước xong rồi mình có thể là mình bôi cái moisturizer lên để mình giữ cái độ ẩm trước hai chị ha. Rồi từ từ mình tăng thêm, nhưng mà calm down, từ từ đi rồi nó sẽ hết chị. Thank you chị nhiều. Không có gì chị. À Hoàng ơi, Rất chị nghe không? là ok chị. Chà, đừng nghe cái tiếng em xin mở đó, chị Liễu ở Florida. Hello chị Liễu. Oh my god, I need to talk to you. Hi. Dạ, ngay chị. I'm work one Hello chị Liễu. minute. Ok, chị đây, em có nghe chị không? Dạ nghe rồi chị. Đã nghe chị nghe hả? Ok, chị đang làm việc thành ra hơi cập cập một chút. Chị rất là vui khi được nói chuyện với em trên conference hôm nay. Chị đến với Danish Skin là lý do là vì sức khỏe. Một trong những người luôn luôn quan tâm sức khỏe, mà Danish Skin là một cái nguồn tài nguyên mà giúp cho chúng ta build up cái sức khỏe của mình. Và mục đích duy nhất nữa, mình cũng muốn share với những người xung quanh để họ biết, họ ý thức được điều đó. Nhưng mà chị cũng có những cái trở ngại rất là lớn trong khi mà share cái sản phẩm này. Chị Liên đã đặt qua rồi thì chị không nói. Nhưng hiện tại có một người em của chị muốn share với họ, với người em đó, về cái Light Nano. Thì cái ai dùng cũng ok, cũng được hết. Nhưng mà ngược lại cái người em mình nó lại không dùng được. Hiện giờ cậu đang bị đau cái xương ở nơi chân á, thì chị không biết dùng cái gì để giúp cho cậu get better cái problem này em. Giúp chị. Dạ, tức là chị nói người em của chị hiện giờ đang ở cái vấn đề đau chân ha, đau cái khớp chân ấy chị hả? Hay Nó có tăng cao cái nơi vùng háng nữa, cái vùng xương ở vùng háng nữa. sao? Chị Dạ, không biết em thì dùng cái ảnh dùng Life Park Nano nó không hợp với sao chị hả? không hà em uống vô nó bị quặn nơi ruột, không có chịu được. Thành ra À, cái chị like của cũng chị phải nó hơi bị khó đi. nghe. Chị đang làm vừa gắn lên cái tai nói, thành ra không được rõ lắm. Ok, nó không được rõ. Ok, thì á, bây giờ nếu như mà ảnh dùng cái Life Park Nano nãy chị nói không hợp, thì em không biết là nó không hợp ở cái mức độ như thế nào. Hoặc là nó có thể là ở trong cái giai đoạn đầu tiên nó có thể thay đổi một chút xíu, thì mình có thể mình uống ít lại một chút. Ví dụ như là mình có thể chia ra một gói, một ngày một gói thôi, nhưng mà mình có thể buổi sáng mình uống 2 viên, buổi tối mình uống mấy viên chẳng hạn. Như vậy để mà từ từ cho nó làm quen với cơ thể, và đồng thời là mình nên uống nhiều nước ha, để mà mình có thể giúp cho cái sự thẩm thấu của nó được tốt hơn. Và về cái vấn đề mà trước hết Liên cũng muốn 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 clarify với các anh chị ha, sản phẩm của New Skin không phải là sản phẩm để chữa bệnh, cho nên chúng ta cũng đừng expect là cũng như là chúng ta dùng, mấy anh chị nhiều khi là họ dùng cái sản phẩm này có được cái hiệu quả tốt như thế này như thế kia, nhưng mà không phải rằng là ai mình cũng nói rằng là mình dùng cái sản phẩm đó và mình sẽ có được cái kết quả như vậy. Thì nó chỉ là những cái dinh dưỡng bổ sung thêm vào
và giúp cho cái cơ thể của chúng ta nó được lành mạnh hơn, nó làm cho cái DNA, cái tế bào của mình nó được khỏe mạnh hơn, và từ đó cái cơ thể của mình nó sẽ có một cái sự phục hồi, nó sẽ có một cái sự cải thiện tốt hơn về sức khỏe. Còn về cái trường hợp của em chị đó thì em thấy rằng là đây cũng chỉ là cái trải nghiệm thôi. Một số các anh chị đã dùng cái Vitality thì có rất là nhiều những cái sự mà thay đổi trong cơ thể của mình, ví dụ như là bớt nhức xương, hay là nhiều anh chị làm trong ngành nail hay gì đó, đau xương đau khớp nhiều, hay là một số người liên có những cái người mà thoát vị đĩa đệm nữa cũng dùng được cái Vitality và có được cái sự mà rất là khỏe mạnh, cũng như là giảm hẳn về cái vấn đề đau nhức trong cơ thể. Thì Liên viết comment á, chị có thể cho ảnh xài thử cái Vitality và cái Bone Formula thử xem sao chị ha. Có thể Dạ, chị anh đã đã lên dịch xài thử ngon. cái Vitality, nếu mà anh không dùng được cái Life Pack Nano đó thì chị cho anh uống nước gấc xem sao. Ok. Rồi, cảm ơn Liên. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị nhiều. Ok, tiếp lời mời chị Hương Phùng. Hello chị Hello, Hương dạ Phùng. em chào. Dạ em chào tất cả các anh chị và em chào chị Liên ạ. À, chị khỏe không chị? Chị khỏe, hẹn gặp em sớm ở Dạ. convention ha. Dạ vâng, em thấy chị share với mọi người là mình làm cái facial á, để mình thấy cái sự khác biệt để mình có thể show cho mọi người biết á. Thì theo chị thì mình nên làm kiểu half face demo hay là mình nên làm hẳn cả mặt rồi mình take picture từng lần một ạ? Hay là thì tùy theo mình? Chị thì chị làm hết cả mặt. Cái lý do tại làm sao chị muốn làm hết cả mặt, tại vì trong cái picture nó show lên rất là rõ luôn, nó show được cái sự khác biệt rất là rõ. Nó có mấy cái vấn đề. Cái thứ nhất á, là đương nhiên khi mà mình làm nửa mặt một vài lần á, thì một bên mặt của mình nó rất là méo, nó nhìn nó rất là rõ. Thì tùy tùy theo cái cách nào mà các anh chị cảm thấy là mình promote nó dễ dàng nhất. Nhưng mà có một số người thì người ta không chịu để cho nửa mặt nó bị xấu mà một nửa mặt nó lại đẹp. Có nhiều người người ta không chịu và chị Liên cũng không chịu luôn. Cho nên là chị là nhiều khi có một số người thì chị thấy cái hình ảnh nó cũng show lên rất là rõ nét, thì khi mà mình chụp á, mình cũng cần có một cái technique mình chụp cho nó có cái đường nét nó show lên rõ ràng đó. Ví dụ như là mình chụp thẳng một cái ha, và khi mà mình chụp á là mình chụp cùng một cái góc độ, cùng một cái ánh sáng, cũng như là cái face expression của mình á. Ví dụ như là mình không cười là cái before mình không cười thì cái after nó cũng phải y chang như vậy ha, thì nó rất là real. Thì khi mình làm lên, mình chụp cả cái picture như vậy đó, mà bây giờ Hương nghĩ đi, chị Liên làm 3 tháng trời liên tiếp mà một tuần làm 3 lần mà chị làm nửa mặt thì một bên mặt của chị nó sẽ rất là ghê. Cho nên là chị muốn enjoy là cái mặt của mình nó vừa đẹp và đồng thời là mình cũng có được những cái hình ảnh đó để mình chứng minh rồi. Và sau khi mà mình làm xong như vậy, mình ghép á, Hương ghép cái hình, ví dụ Hương ghép cái hình before với cái sau một lần, rồi mình lấy cái before rồi sau 2 lần, rồi before sau 3 lần, cứ làm như vậy đó là tự nhiên người ta sẽ có một cái sự so sánh rất là rõ ràng. Trước kia chưa sử dụng thì nhìn như thế này, bây giờ sau 5 lần là như thế này, sau 10 lần thì như thế này, thì á, nó sẽ có một cái sức thuyết phục rất là lớn. Thì đó là cái cách mà chị đang làm, cũng như là chị train cho các anh chị em trong đội nhóm của chị cũng làm như vậy. Dạ vâng, ok em cảm ơn chị. Ok, cảm ơn Hương. Và Hương cũng là một trong những người mà làm demo rất là giỏi, và đặc biệt là Hương ngày xưa Hương cũng rất là nhiều, đúng không? Cái hình của Hương, Hương là một trong những người rất là nổi tiếng các anh chị. Cái hình của Hương ngày xưa, Hương bị mụn rất là nhiều, và sau đó là Hương đã sử dụng những cái sản phẩm của New Skin. Thì sẵn có Hương ở đây đó, chị Liên muốn nhờ Hương là Hương đã làm như thế nào để mà bây giờ có một cái làn da quá đẹp như vậy. Nó rất là chị vừa sáng và vừa bóng và đẹp lắm. Và cái mụn của Hương cũng như là những cái vết sẹo là chị Liên thấy nó bay đi hoàn toàn 100%, thì Hương có thể chia sẻ với các anh chị ở trong Content Call ngày hôm nay là Hương đã làm cái gì và sử dụng sản phẩm nào để có được cái làn da nó đẹp như bây giờ đó, Hương. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Em đã dùng sản phẩm của New Skin cũng khoảng hơn 4 năm nay. Thì trước tiên thì em dùng cái bộ Clear Action để như là cho cái mụn của em. Nhưng mà dạo mấy tháng nay thì em dùng cái bộ gọi là Element đó chị, ageLOC Element.
thì em dùng mask rất là thường xuyên, tại vì da em là da dầu thì em dùng Glacial Marine Mud, và em cũng dùng cái facelift nữa. Nhưng mà dạo gần đây thì em cảm thấy là em cũng hơi lười, giống như mình không có dùng cái Galvanic facial thường xuyên ấy chị. Nhưng mà khi mà em dùng lại cái máy đó thì em lại thấy là cái da của mình nó rất là sạch, và nhiều khi thì giống như là chị em phụ nữ nào, có nghĩa là cái cơ thể của mình nhiều khi mình cũng bị mụn chứ không không phải là nhất thiết là sẽ không có bị mụn. Thì cái tùy theo cái cách mình đối phó với nó như thế nào, nhiều khi mình có thể stress out hay là mình cũng có thể dùng những cái phương pháp để mình có thể làm cho nó dịu cái trên làn da của mình lên. Thì khi mà em làm cái Galvanic Spa rồi em sau khi đó thì em dùng cái Blemish Treatment đấy chị, thì em thấy là cái chỗ mụn của em nó cảm thấy nó rất là dịu đi. Thì em rất là chăm làm những cái mask mỗi mỗi tuần á, thì em thấy được cái sự khác biệt với cái da của mình. Và bây giờ mình nhiều khi mình không có wear make up, mình cảm thấy vẫn là tự nhiên và rất là giống như là confident á. Mình không có cảm thấy là mình có thể take picture mình post lên Facebook mà mình không cảm thấy là giống như là mình không có filter hay gì đó, thì mình show được là cái sản phẩm của Nu Skin nó rất là tốt và có cái chất lượng. Thì mọi thứ là mình cần phải có cái patience, giống như là cần thời gian chị ạ. Nhiều khi không phải là một Đúng sớm một rồi. chiều là cái da mình nó đẹp được. Da em vẫn có mụn chứ không phải là không có mụn. Nhưng mà đó là cái cách mà mình phải mình biết làm thế nào để mình có thể duy trì cho nó đẹp, cho cái da mình nó đẹp. Thì giống như cái da của mình cũng giống như là khi mình tập thể dục thôi, nếu mà mình không có tập thể dục thường xuyên á thì mình sẽ không có một cái cơ thể body săn chắc, cái da của mình cũng như Đúng vậy rồi. thôi. Thì cái da của mình Cảm ơn phải có cũng là tập thể dục với da của mình, và bây giờ đặc biệt là có cái Ok, em cái có đường dây nào da bất động mới. nào. Chắc là Hương ở bên, không biết đường dây của ai nó bị, Hương chờ chị chút xíu. Hoàng có thể kiếm với chị đường dây của ai nó bị ồn quá. Tắt cái điện, ok. Hả? Cảm Thì ơn sáng Hoàng rất nay là thì nhiều. em cũng vâng sáng nay thì em cũng đến bên Salt Lake, thì em cũng nhận được cái máy của em hôm qua, thì em dùng cho mẹ em và em cũng post lên trên Facebook đó. Nhưng mà em cũng đang commit, tại em cũng sợ giống như là không biết là mình có nên làm cả mặt cho mình hay là làm nửa mặt. Thì em buổi sáng nay em cũng làm một cái video, em bảo là em nhất định là sẽ làm khoảng 10 treatment trong cho nửa mặt ở bên tay phải, thì thấy cái sự khác biệt rõ ràng luôn, giống như là thấy cái bên Rất là tay khác hả? vâng giống như là cái da của mình nó rất là bóng và nó lại giống như là nó săn chắc hơn. Và khi mà mình để cái tay của mình vào cái làn da, nó giống như là cái sự đàn hồi nó khác hẳn với cái bên tay Nó trái. mịn lắm. Vâng thì em sẽ cố gắng sẽ làm 10 10 facial 10 cái treatment challenge này cho khoảng xem là cái da mình nó khác biệt như thế nào. Tại vì da em thì chưa có giống như là mình không có bị Da Hương thì đẹp quá rồi. wrinkle gì đó, thì bây giờ mình cứ cố gắng thì mình để mình show được cho khách hàng của mình với cái cho được cho mọi người biết là cái sản phẩm Nu Skin này nó có tác dụng như thế nào. Thì đây là cái cách em đang làm. Vâng thì Ok, rất với là lại một tuyệt cái vời nữa Hương. thì dạ một cái nữa mà em muốn hỏi là dùng khi mà em dùng cái gel á, em cảm thấy nó hơi bị khô ấy. Có nên dùng Đúng cái rồi. NAPCA Moisture Mist lên không chị? Tại nhiều khi em cảm À, thấy tại là vì cái khi da mà nó em mà xịt cái NAPCA mist á, thì nó lại lỏng quá. Cho nên theo Liên nghĩ là để giải quyết cái trường hợp này đó thì mình làm nửa mặt ha. Ví dụ như là Hương bỏ gel lên cả hết cả một cái mặt á, thì Hương làm đó thì nó sẽ chóng khô lắm. Nhưng mà mình làm nửa mặt trước, xong rồi sau đó là mình sẽ bỏ gel và mình làm nửa mặt bên kia đó, thì nó sẽ bớt đi cái tình trạng nó khô, với lại mình cũng nên cho nó hơi nhiều nhiều một chút xíu. À, chị Liên bỏ nó vào hai lần apply á, là chị bỏ nó cũng tương đối nhiều vào cái đầu mày đó, rồi sau đó là chị bôi lên trên mặt. Thì so far chị làm thì nó rất là ok, chị thấy nó không có xảy ra cái hiện tượng nó bị khô quá. Và các anh chị nhớ là tránh nhá, nếu mà mình thấy nó bị khô quá, cái gel này nó hơi khác cái gel Galvanic Spa, nó rất là trơn. Cái gel này thì nó ở cái dạng mà Liên thấy nó lỏng nhiều hơn, cho nên là mình phải cẩn thận. Nếu mà mình làm mà mình thấy nó khô đó là mình phải ngưng để mà mình bỏ thêm gel vào cái đầu máy, và mình tiếp tục mình bôi lên mặt, mình tiếp tục mình làm. À, tránh cái trường hợp làm trong 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 lúc cái mặt của mình nó bị khô, thì như vậy đó nó sẽ làm cho cái da của nó không, nó đem lại cái tác dụng ngược nha các anh chị nha. À,
Cảm ơn cái sự chia sẻ của Hương rất là nhiều, nhưng mà vừa rồi Hương chỉ nói là Hương dùng bên ngoài, nhưng mà theo chị biết là Hương phải dùng ở bên trong. Và cái mà Hương nói rất là đúng và các anh chị cần lưu ý đó, cái làn da của mình á, không phải ngày 1, ngày 2 mình dùng một cái sản phẩm gì 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần là mình đã đẹp ngay được. Nó tùy theo cái phản ứng cái làn da của mỗi người. Không phải ai cũng như ai, có những người thì thấy ngay lập tức, nhưng mà có những cái người thì mình lại cần phải có cái thời gian hơn. Và đặc biệt trong cái vấn đề là mình chữa mụn hay là da của mình đã có vấn đề các anh chị, thì mình không thể nào mình expect là mình dùng xong rồi nó sẽ đẹp ngay ra được, hay là mình có thể mình xảy ra những cái hiện tượng như vậy. Chúng ta cần phải patient, như cái lời Hương chia sẻ rất là đúng, cần phải có một cái sự kiên nhẫn ha, thì nó mới có thể đem lại cái hiệu quả được. Có những cái người mà trong cái quá trình trị mụn á, là mình phải mất cả năm trời luôn á, thì mình mới có được cái sự cải thiện được ha. Thì bên trong đó Hương có sử dụng cái sản phẩm bên trong không để mà kết hợp với cái bên ngoài? Dạ vâng, thì khi mà em dùng trước hết thì em lúc nào cũng trung thành với Lifepak Nano ấy chị, thì đó là cái mà em dùng là mỗi ngày luôn. Và cái thứ hai nữa là em uống nước cất, em thích uống nước cất lắm, thì em thấy cái đó nó cũng làm cho da mình nó dịu ra khi mà mình bị mụn. Và cái thứ ba em dùng cái Age Lock Vitality, vâng, là ba cái sản phẩm mà em dùng thường xuyên, vâng. Dạ. Rất là tuyệt vời, cảm ơn Hương rất là nhiều. Và nếu mà các anh chị nào mà muốn có làn da đẹp nữa đó, dùng thêm cái Tea Queen ha. Cái Tea Queen nó cũng là một cái sản phẩm, nó tăng được cái độ đàn hồi và chống cái antioxidant, nó tăng cái antioxidant cho mình rất là nhiều luôn. Và cũng đồng thời là Tea Queen nó help cho mình trong cái sự mà chuyển hóa năng lượng, giống như là nó burn những cái mỡ dư thừa đó ha. Thì chị Liên cảm ơn Hương rất là nhiều và hẹn gặp lại ở convention ha. Dạ vâng, hẹn gặp bạn, hẹn gặp các anh chị, vâng. Ok, cảm ơn em. À, Hoàng ơi, Hoàng thấy ai còn bấm số 5 ở dưới Hoa Thị Hoàng giúp cho chị mở đường like. Em mở đường dây, dạ em mở đường dây chị Minh Nguyệt ở Boston. Hello chị Minh Nguyệt. Hello, chào Hoàng, chào các anh chị và chào chị Liên. Em có câu hỏi cho chị Liên đó, nhưng mà trước khi có câu hỏi đó thì cho em hỏi tiếp về cái phần facial spa của Hương với là chị Liên vừa mới nói đó. Nếu như mà khi mà mình làm nửa cái mặt vậy đó chị Liên, thì mình cũng vẫn làm là số 4 và số 3. Thì mỗi một số như vậy cũng là điều 5 phút cho mỗi một bên. Còn nếu như mà chị làm nguyên cả cái mặt á, thì cũng chỉ làm một lần là số 4 là 5 phút và một lần là số 3 là 5 phút, phải không chị? Yeah, tại vì khi mà chị làm demo mà chị thấy những cái trường hợp nào mà làn da của họ giống như chị vừa giải thích lúc nãy đó, là cái trường hợp nào làn da của họ không có nhạy cảm, không có mỏng quá thì chị Liên rồi hết, chị Liên làm hết cái số 4 và số 3. Nhưng mà tại vì khi mà mình làm một chút cái thời gian đó, thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Cho nên là Liên làm như vậy, nhưng mà tùy thôi. Nếu mà những người nào mà mình cảm thấy nó không có, nó cái làn da nó yếu quá đó, thì mình nên làm cắt đi một nửa thời gian cũng được. Thì Liên thấy là nên 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 focus vào những cái chỗ nào mà người ta bị nhăn á. Ví dụ như là mình thấy rất là rõ luôn, với Liên rất là thích cái máy facial spa. Đây là một cái điển hình ở trong gia đình của mình. Ông xã Liên á làm làn da dùng mấy năm nay rồi, rất là nhiều sản phẩm, xài còn nhiều sản phẩm hơn mình nữa, cho nên cái da rất là căng. Nhưng mà ở trên trán á thì cái wrinkle nó rất là deep wrinkle luôn á. Thì khi mà Liên làm với cái máy facial spa, Liên làm tới lần thứ hai thôi nha, là Liên thấy những cái deep wrinkle trên trán nó hầu như là nó biến đi tới 80% luôn. Mà Liên cho nên Liên rất là thích, và Liên thấy được là hầu như tất cả những người nào mà mình đã từng làm demo đó các anh chị, cái hiệu quả là 100% luôn về cái sự khác biệt ha. Thật ra là nếu mà Nguyệt cảm thấy là cái vấn đề da của họ safe để mình làm cho hết cả số 4 và số 3 thì mình có thể mình làm như vậy. Và sau đó thì mình bỏ cái rejuvenating mask, mình chờ cho khoảng 5 phút nữa rồi mình chùi đi, thì Liên thấy là quá trời đẹp luôn. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Rồi bây giờ cái câu hỏi của em là em có một cái chị này á, chị cỡ chừng 47 tuổi đó chị Liên. Thì cái da của chị thường khi đó không phải là da da trắng, kiểu như cũng là cái người mà thuộc dạng mà nước da ngâm ngâm á chị. Thì chị đã xài cái bộ Element được cỡ chừng 3 tuần. Nhưng mà chị nói đó, sau cho tới khi mà gần cuối của cái tuần thứ 3 đó, thì cái nước da của chị lại càng đen thêm nữa, coi như là nó sầm đen luôn. Thì trong nhà chị em và con cái của chị nói tại sao mà mẹ xài cái gì mà da mặt càng ngày càng đen mà thấy ghê quá vậy. Thì chị không xài nữa.
ngừng ngay tại đó thì Em nghĩ đấy là cái tốt á. À, cái đó là cái biểu hiện tốt đó người ơi, nhưng mà bởi vậy đó cho nên chị nói là với cái ACE clock á là nó buộc từ bên trong ra bên ngoài, cho nên có một số người cái này khi mà công ty mới ra cái bộ transformation ha, à, mình rất là háo hức để mà mình sử dụng. Thế nhưng mà à, đối với cá nhân của Liên là Liên sử dụng thấy nó tốt liền lập tức luôn, à, làn da của mình rất là dễ. Nhưng mà mình có một số người đó, da của họ nó đã bị sạm rồi đó, họ đã bị sạm sẵn rồi. Thế xong rồi bắt đầu là họ đã sử dụng cái bộ transformation và họ complain là ồ xài cái này sao nó bị sạm hơn. Thì cái lý do nó là như thế này. Thực sự ra nó không phải nó sạm hơn các anh chị. Có một số người đó là ví dụ như là cái da của mình nó bị nám hay là nó bị sạm, thì cái transformation đó, nó sẽ làm cho mình nó được sáng cái làn da của mình, in general nó làm sáng cái làn da của mình. Nhưng mà những cái chỗ mà khi mà cái làn da của mình cái chỗ nó không bị nám, nó sáng lên, thì những cái chỗ bị nám á, mình tự nhiên mình có cái cảm giác là nó bị sạm đi, nhưng mà trên thực tế nó không phải là như vậy. Thì bây giờ Liên gợi ý đó, nếu mà dùng cái bộ transformation thì trong với những cái người bị nám ha, thì trong cái thời gian độ khoảng 2 tháng đầu tiên đi, thì có thể là mình bôi cái feature serum á, là mình bôi lên những cái chỗ bị nám đi, rồi sau đó đó là mình sẽ bôi lên toàn bộ cái gương mặt, thì tùy thôi để mình tránh cái trường hợp là mình ngộ nhận là nó bị sạm đi đó. Nhưng mà Nguyệt có thể nói chị tiếp tục chị sử dụng đi, tại vì với cái công nghệ ACE Clock nó sẽ làm cho cái làn da của mình á, nó trải qua được cái giai đoạn đó đó, thì nó sẽ làm cho mình đẹp lên rất là nhiều. Liên rất là tin tưởng vào cái bộ transformation hay là cái bộ element, bởi vì đó là một cái bộ nó thật sự là nó có 102, nó sẽ giúp cho mình cải thiện được cái tình trạng lão hóa của mình, và nó mà mình cũng cần phải có cái sự kiên nhẫn ở đây. Thật sự ra làm da để cho nó đẹp ngay lập tức thì không thể nào có được, at least mình cũng phải cho nó vài 3 tháng để nó có cái điều kiện nó thay đổi, nó sửa chữa những cái cụm gen lão hóa của mình. À, với cái ACE clock transformation hay là element là nó trên cái gene expression, tức là những cái biểu hiện của sự lão hóa từ trong cái DNA của mình á, cho nên nó cần có một cái sự thay đổi hay là nó cần có một cái thời gian để mà nó thay đổi, và sau đó thì nó sẽ thích ứng và nó sẽ làm cho cái làn da của mình nó được đẹp hơn. Cho nên là nó xảy ra những cái hiện tượng đó thì các anh chị, một á là mình có thể nói trước với những cái người khách hàng á ha, mình có thể nói trước là những cái hiện tượng đó nó có thể nó xảy ra, thì để cho người ta calm down, người ta yên tâm, và sau đó là người ta tiếp tục người ta sử dụng. Thì khoảng theo Liên nghĩ là nên sử dụng độ khoảng hai hai bộ trở lên á, thì cái sự khác biệt của nó rất là nhiều. À, ok như vậy ạ. Dạ chị Liên, nhưng mà trong cái bộ Element á là nó không có cái Child Future Serum đúng không? Thì dù là cái bộ mà mình xài 3 tháng không thì đôi khi cái làn da lúc ban đầu nó cũng sầm đen thêm hả chị? Cũng có thể nói tại vì nó có cái ACE lock nó ở trong đó đó Nguyệt, cho nên Nguyệt đó thì chị nói rằng là với cái ACE lock là nó có thể sửa chữa được những cái cụm gen lão hóa từ bên trong ra, cho nên sometimes nó có thể xảy ra những cái biểu hiện như vậy. Thì mình cứ yên tâm và mình cứ tiếp tục mình sử dụng đi, mình đừng có bỏ ha, tại vì nhiều khi mình bỏ đó là nó đang trong cái quá trình nó thay đổi để nó get better, chứ không phải là nó get worse. Nó get better, nó it will get better, cho nên là mình phải confident để mình tiếp tục, mình nói khách hàng của mình nhé, tiếp tục sử dụng như vậy ha. Thì em Và nếu như mà tốt hơn nữa đó thì cổ nên tốt hơn nữa thì cô cũng nên sử dụng thêm được một số những cái sản phẩm Pharmanex ấy. Tại vì thật sự ra một cái làn da đẹp cũng cần phải có một cái cơ thể đẹp, một cái cơ thể nó khỏe mạnh ở bên trong nữa. Cho nên là với những cái Pharmanex thì nó sẽ giúp rất là nhiều luôn. Và có một số những cái trường hợp mà nám mà do gan đấy nha, thì Liên thấy là dùng cái Vitality nó hết rất là nhiều. Bởi vì trong cái đông trùng hạ thảo nó có một cái công dụng rất là tuyệt vời cho gan. Cho nên là nếu mà các anh chị có thể là kết hợp được với muốn làm đẹp bên ngoài thì nên kết hợp thêm với những cái bên trong nữa, thì nó sẽ đem được một cái kết quả tốt nhất ha. Thì khi mà nó nổi đen như vậy chứ em sờ đó chị Liên, thì em chạy xuống em lo, tại vì trước khi mà em giới thiệu cho chị xài đó, trong cái thời gian mà chị xài cái bộ Element á, chị này cũng xài cái bộ 3 luôn, thì cái đó rất là tốt. Thì sau khi chị nói đó là để chị sử dụng cái này, tại vì đằng sau lưng của chị, tại vì chị có kinh doanh lớn ở Boston đó chị Liên, thì chị nói chị cần chị xài có cái kết quả về cái này á, thì rất là tốt. Nhưng mà khi chị xài như vậy cái em sờ đó thì em cũng tới gặp chị, thì sau đó em lấy cái máy, lúc đó là mình chưa có cái máy facial spa,
thì em lại dùng cái máy Galvanic Spa thì em làm cho chị một cái facial. Thì qua ngày hôm sau á thì cái làn da sáng trở lại, thì chị gọi em, chị cũng cảm ơn, thì em rất là mừng. Nhưng mà cho tới hôm nay em có cái rồi để hỏi chị về cái lý do như vậy, thì hôm nay em biết rồi, em yên tâm hơn. Cảm ơn chị Liên rất là nhiều. Dạ, yên tâm lên và tiếp tục, nếu mà tốt nhất nha. À, tốt nhất á, thì Liên vẫn thấy là cái máy Galvanic Spa hay là Facial Spa thì cái đó là một cái chế độ để làm đẹp da đó. Thì riêng với cá nhân của Liên không bao giờ Liên từ bỏ cái treatment nó được. Nên nếu như mà chị có điều kiện mà làm thêm được cái máy Facial Spa thì Liên có thể đảm bảo là rất là đẹp luôn. Ha Nguyễn ha. Dạ, dạ. Cảm ơn chị Liên rất okay. là nhiều. Chị đó đang mua một cái máy Facial Spa rồi. Vậy tốt quá. Kêu chị đều đặn làm đi. Đừng bao giờ từ bỏ nếu mà muốn đẹp. Dạ, cảm ơn chị Liên rất là nhiều. Ok, em giờ gặp anh sau nha. Dạ. Đây, cái tên xin mời chị Thảo ở Houston. Hello chị Thảo. Nó cắm á, nó cắm thiệt á. Nó cắm tôi. Bị có ở nhà luôn đó. Ok, vậy đi. Xin mở đường dây cho anh chị nào ở đó. Đường dây 404-955-5814. Số cuối là 5814. Hello. Hello, tôi tên Kim. Chào Hoàng, chị Liên. Từ Sacramento, chào mọi người, come from town. Tôi mới order cái máy Galvanic Spa gì đó. Mà nó chưa về, tôi muốn xin số điện thoại chị Liên có gì. Dạ, cái máy Facial Spa đúng không chị? Galvanic Spa nó đâu có ở Mỹ. Cái gì vừa hôm mới... mà là bán đó thì mới đó, máy mới đó chị. Dạ, dạ đúng rồi, tức là chị đang order cái máy Facial Spa. Dạ, thì trong cái máy Facial Spa đó chị, thì nó có được cái ở trong đó nó cũng có một cái DVD đó. Nó hướng dẫn cho mình những cái cách sử dụng nó rất là rõ ràng. Ở trong đó thì trước khi chị sử dụng ha, chị nên đọc kỹ những cái instruction của nó, những cái hướng dẫn của nó cũng như là những cái DVD để mà hướng dẫn mình cái cách sử dụng. Trên thực tế là Liên thấy nó quá dễ sử dụng luôn các anh chị. Cho nên là cái quan trọng ở đây Liên thấy có rất là nhiều người, tại làm sao mình sợ. Không có lý do gì mình sợ hết á. Nó rất là an toàn. Và cái thứ hai nữa đó là nó hướng dẫn mình quá là chi tiết và kỹ lưỡng như vậy. Mình bỏ ra một vài phút thôi, mình coi lại những cái instruction và sau đó mình làm thử ha. Thì mới đầu mình làm thử nó hơi lóng ngóng một chút xíu thôi, nhưng mà từ từ đi, cái tay của mình nó sẽ quen dần thì các anh chị sẽ dễ dàng sử dụng cái những cái sản phẩm này thôi ha. Dạ, vâng, chị có câu hỏi gì nữa cho em không chị? Chị vui lòng có thể cho tôi xin số điện thoại chị không? Bạn có gì dạ, số phone của em là 858-761-3390 chị. 858-761-3390, dạ. Hoặc chị có thể message cho em ở trên Facebook nếu mà chị muốn ha. Yeah. Ok, rồi. Dạ, không có gì chị. À, Hoàng ơi, Hoàng, còn anh chị em nào còn câu hỏi gì nữa cho chị Liên không? Dạ, yeah, có chị. Bây giờ anh Tiến ở Louisiana. Hello, anh Tiến. Hello, chào chị Liên, chào anh Hoàng. Chào các anh chị em sinh phong mình con. Có nghe mình không ạ? Dạ, nghe rõ lắm anh. Ok. Mình có một câu hỏi là như cái LiPak Nano mình uống, ví dụ nó có xuống khí không vậy? Chị ăn ơi, cái này nó chỉ là bổ sung dinh dưỡng thôi. Nó không lên khí và nó cũng không xuống khí anh hả? Cái xuống khí anh nên dùng cái bộ Theonide. Cái bộ Theonide là cái bộ mà rất là tốt, nhưng mà anh phải dùng đúng cái hướng dẫn của công ty nha. Nếu mà anh dùng sai á là em đảm bảo là không thể nào có kết quả được đâu. Thì cái bộ đó công ty nó có money back guarantee, và gần đây đó là được lên cái cuốn cẩm nang của bác sĩ, tức là một trong những thực phẩm dinh dưỡng mà được lên cái cuốn cẩm nang của bác sĩ là một cái niềm tự hào rất là lớn cho công ty New Skin. Thì anh dùng cái Theonide đi, nhưng mà anh phải coi kỹ tất cả những cái hướng dẫn sử dụng, cũng như là anh phải tuyệt đối theo cái chế độ của cái Theonide. Thì không những là anh giảm được cái mỡ dư thừa mà anh lại có được cái sức khỏe tốt đó. Dạ, dùng Theonide đi dùm em ha. Mình thì nói chung thì LiPak Nano là rất là cần. À, không biết đường LiPak của anh hay là của ai, nó rất là ồn luôn. Không biết đường LiPak.
cuối ngày ha. Dạ. Thì với cái live phát nano là anh nên dùng, anh tiếp tục anh dùng, tại vì là cái live phát nano là nó khác, là nó đem những cái dưỡng chất mà anh không thể nào luôn là một cái chế độ dinh dưỡng của mình nó đủ được. Thì anh nên dùng cái live phát nano, nhưng mà song song thì anh muốn giảm cân á, thì anh nên dùng cho em. Cái này không phải là giảm cân mà giảm mỡ nha anh ha. Thì khi mà những cái mỡ dư thừa của mình nó giảm bớt đi thì đương nhiên có một số người đó thì nó lại tăng cân nha. Tăng cân ở đây không phải là mình làm cho mình mập ra mà tăng những cái cơ bắp. Thì cái cơ bắp bao giờ nó cũng nặng hơn mỡ nha. Thì nó đó là một cái chương trình giảm mỡ mà nó rất là hiệu quả của công ty anh. Đó là mà chị Liên nói là cái lát khá đồ á hả? Dạ không, TR90 anh, dạ. Mình thì mình cũng muốn chia sẻ, tại vì mình hồi trước thì cũng nói cái bụng cũng phệ, cũng uống bia này kia đó cũng phệ, nhưng mà từ lúc mình dùng cái Lactat Nano với cái Square 2 á thì mình thấy là cái thân thể của mình nó xuống dữ lắm, nó không có bụng phệ giống xưa nữa. Thì mình tốt muốn quá. Hỏi là dạ. Nó có giảm cân hay là nhưng ký của mình thì nó cũng không xuống, nói chung thì cũng chung chung vậy thôi, nhưng mà cái thể của mình nó gọn lại. Thì mình muốn hỏi quá anh. Thì em nghĩ rằng là có thể là ở trong cái O square đó anh Tiến ơi. Cái O square đó thì rất là tốt các anh chị. Cái O square là một trong những cái mà chúng ta cần phải dùng đều đặn mỗi một ngày nha. Là bởi vì sao, nó đào thải những cái độc tố mà nó tích tụ trong cái cơ thể của mình, và khi mà cơ thể của mình nó bớt đi những cái độc tố đó thì đương nhiên là cái sức khỏe của mình cũng tốt hơn, cũng như là cái sự mà giúp cho mình phòng tránh bệnh tật nó cũng sẽ tốt hơn. Cho nên là em nghĩ là có một số người thì họ dùng cái O square thì họ nói rằng là cái bụng của họ nó xẹp bớt đi, hay là những cái độc tố nó đào thải ra khỏi cái cơ thể của mình á. Thành ra, nhưng mà không phải là cái sản phẩm đó là cái sản phẩm nó làm giảm cân, nhưng mà với cái body của anh á, nó lại xảy ra cái trường hợp như vậy. Cho nên em mới nói rằng là mỗi một cái cơ thể đó thì nó thích ứng một cách khác nhau. Nếu mà của anh được như vậy thì anh quá may mắn rồi. Thì đó, mình cũng muốn hỏi, và thứ nhất là để muốn ví dụ muốn chia sẻ cho những người thân của mình đó. Cái thứ hai nữa là mình hỏi, ví dụ mà cái O-Square này nó có giúp đỡ gì trong gan cho mình hay là cái vitality, cái nào là bé hơn? Dạ, thì công ty mình không có nói là ở dùng O-Square thì cái gan của mình nó sẽ có được cái cải thiện, nhưng mà theo những cái tài liệu khoa học mà em cũng được đọc qua đó, thì em thấy ví dụ như là đông trùng hạ thảo thì nó là một trong những cái sản phẩm mà nó rất là tốt cho gan á. Cho nên bản thân của Liên cũng đã từng bị viêm gan B. Thì khi mà Liên uống cái Vitality, Liên cũng đâu biết đâu, uống thì để cho nó khỏe người thôi, nhưng mà cái số lượng viêm gan B của mình nó giảm đi rất là nhiều. Là bởi vì một trong những cái tác dụng tốt của đông trùng hạ thảo là tốt cho gan. Cho nên em nghĩ là nó sẽ phần nào đó nó có cái tác động tốt cho cái lá gan của mình. Thì với lại những cái O square cái ban đêm đó thì nó giúp cho mình nó thải những cái độc tố từ những cái cells của mình, những cái tế bào của mình luôn á. Cho nên là nó sẽ giúp cho mình giảm đi những cái sự độc hại. Thì cái sự độc hại của mình nó không những nằm gan là một cái bộ phận lọc lớn nhất của cơ thể của mình, cho nên là nó cũng giúp cho mình rất là nhiều. Thì em nghĩ rằng là kiểu gì thì nó cũng có những cái tác dụng tốt cho cái cơ thể của mình, cũng như là cái lá gan của mình này. Dạ, nó làm cho mình healthy hơn. Thì nói chung mình thấy thì nhiều khi mình uống cái lá thác nano vô mình ăn nhiều lắm đó phải không, nhưng mà cái bụng của mình vẫn là không có bự giống hồi xưa, nói thật sự như vậy. Mình thấy là nó rất là mừng, thành thử là mình cũng muốn biết để tốt quá. Dạ, chúc mừng anh. Dạ, nhưng mà anh không thể nói với người mà anh chia sẻ là anh cứ dùng cái này đi rồi cái bụng người ta sẽ xẹp nhá. Là bởi vì sau khi đó là sản phẩm mà anh chỉ nói rằng là ồ tôi dùng cái này thì tôi đã có cái hiệu quả như vậy, nhưng mà không biết anh chị như sao. Nhưng mà nếu mà họ muốn giảm cân, giảm mỡ dư thừa đó thì anh nên giới thiệu cái Theonite đi. Nhưng mà đồng thời anh cũng giới thiệu cái R-Square và cái Lifehack Nano để mà đấy là một cái chương trình nó về sức khỏe, giúp cho mình giữ gìn sức khỏe và giúp cho cơ thể của mình nó được thanh lọc, nó được sạch sẽ hơn. Thì cái sức khỏe của mình nó sẽ dần dần nó sẽ tiến triển tốt hơn nhé. Dạ, em cảm ơn cái sự đóng góp của anh rất là nhiều.
Và bây giờ thì cái chương trình Con Phần Kho sáng ngày hôm nay đã hết giờ. Liên chúc cho tất cả các anh chị một ngày an lành và có nhiều hiệu quả tốt, cũng như là các anh chị nào đi convention thì mình xin hẹn gặp lại các anh chị tại convention. Đây là 30 năm kỷ niệm và sẽ hứa hẹn rất là nhiều những cái sôi nổi, những cái vui vẻ và rất là nhiều những cái tin tức mà công ty sẽ loan báo trong những cái ngày tới đây. Chắc chắn nó sẽ là một cái cơ hội để mà thay đổi được cái tương lai của mình, cũng như là của gia đình mình và tất cả những mọi người xung quanh. Liên cảm ơn tất cả các anh chị và đặc biệt là cảm ơn em Hoàng Đặng đã giúp cho chị mở cái đường live Con Phần Kho ngày hôm nay ha. Xin chào tất cả các anh chị em.